Dạ vâng, tôi xin tiếp tục đọc câu hỏi số 4. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm phân biệt công đức thứ 17 có bốn câu kệ: Hoặc một tứ thiên hạ, số vi trần Bồ Tát còn dư lại một đời sẽ thành nhất thiết trí. Chúng tôi xin hỏi câu kệ thứ ba: Còn dư lại một đời được tính như thế nào của một kiếp người ạ? À? Tôi là Thiền An Tuấn, là thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tương Điệu. Xin giải đáp câu hỏi số 4 của Phật gia Châu Văn Hòa và các bạn đồng tu ở Cà Mau. Bốn câu kệ đầu được hiểu như sau. Hoặc một tứ thiên hạ. Ý Đức Phật muốn nói, muốn đến là một trong bốn vị Chúa Trời tứ thiên vương. Còn cái ý thứ hai là số vi trần Bồ Tát. Đây là nói là số số vị Bồ Tát nhiều như hạt bụi. Còn ý thứ ba là còn dư lại một đời. Có nghĩa là một đời sau cùng là vị Bồ Tát Thường Hộ Minh Thành Phật và câu cuối là sẽ thành nhất thiết trí có nghĩa là sẽ thành vị toàn năng toàn giác là việc gì cũng biết và câu kệ thứ tư sẽ thành nhất thiết trí là người tu theo phương pháp nào để thành Phật nhất thiết chủng trí ạ à? xin giải đáp cho rõ thông ý Đức Phật muốn dạy gì ở bốn câu kệ tiếp theo nhờ ăn chỉ lối dẫn đường chỉ rõ thật tướng công đức thế nào cho người hữu phúc đại duyên thấy rõ thật tướng công đức mang về bốn câu kể tiếp theo được hiểu là nhờ vị toàn năng toàn giác chỉ cho mình đường trở về phật giới và chỉ rõ ở trái đất này thứ nào là thật thứ nào là giả công đức hay là phước đức phân biệt rõ ràng những người có duyên thật lớn mới nhận được và biết được đường trở về phật giới là nhờ có công đức xin mời hỏi tiếp ạ